lòng buồn nào hơn khi tình chẳng chung đường. Tình yêu đôi mình sao ngang trái người ơi, tình sầu chỉ em trời cao khéo sắp bay. Khổ tâm bao ngày đôi lứa vương sâu cây, ngày chi đôi rồi yêu nhau vượt qua bao khổ sầu dây dứt tình đầu chị ơi. Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại cái bên Đặng Tí Nauru và tiếp tục video. Thì ngày hôm nay bên Đặng Tí Nauru sẽ test hai câu hình karaoke lên đường cho bác, sẽ test luôn hai câu hình karaoke lên cho hai bác nhá, một bác Hồ Chí Minh, một bác ở Đồng Nai đây, sẽ lên đường qua luôn. Thực sự em cảm ơn tất cả bác trên mọi miền Tổ quốc, trong cuối năm nó đã đặt hàng với em rất nhiều bộ karaoke này và sẽ tiếp tục bán cho các bộ karaoke này từ giờ đến Tết với giá cực kỳ tốt. Và đây là một dòng bộ karaoke rất bạo lực, con này sử dụng cấu hình là một bát một đôi ba JBL 715 hàng mới nguyên hộp nhập China nhá. Con này sử dụng một bát 40 từ 22 cùng 100, chép cực kỳ lớn. Con này anh em đánh rất dã man, đánh nếu anh gia đình đấy, thường đánh gia đình con này không cần súp cũng được, một bát 40 và một chép kèn. Và cho anh em mình xem chiêm ngưỡng năm thiết bị dàn máy đây, đây năm thiết bị dàn máy coi nhá, vẫn là năm thiết bị dàn máy rất quen thuộc và rất đẹp của bên em luôn, phải nói là quá đẹp. Đầu tiên là một con đẩy TACT phiên bản mới TC800 Pro, rất là đẹp nhá anh em, thiết kế của TACT này, táo trong kênh nhá. Thứ hai là một con vang cơ lai số VF Audio hàng chính hãng V800 Pro, con này đầy đủ cổng quang Bluetooth và rất dễ chỉnh, có phần mềm. Đấy, quan trọng anh em mình chơi con vang cơ lai số này, một là dễ chỉnh, hai phần mềm rất là hay, echo gì vào rất là ngọt. Thứ ba là một con lưng tiếng TACT TA99 hàng chính hãng mới nhất hiện nay. Các bạn ủng hộ cho Đặng Tí Nauru like nhá. Anh em thích đẹp để lại bình luận cho em nhá. Và thấy bộ dàn đẹp hãy bình luận cho em. Thứ tư là một chiếc quản lý nguồn DBX. Thực sự với anh em trong bộ dàn nên có chiếc quản lý nguồn này để cắm các thiết bị này rất an toàn. Cuối cùng là một cô mic cao cấp của Shure J11 hàng chính hãng, con này 6 số tự ngắt phiên bản cao cấp của Shure nhá. 5 thiết bị dàn máy và một đôi loa JBL này. Với mức giá thực sự với anh em là quá rẻ luôn, 20.800.000. 20.800.000 của bộ này, 20.800.000 thôi. Và tiếp tục là chương trình sẽ đến lắp tại nhà trong bán kính 150 km, đến tận nhà lắp luôn, không nếm đầu thi công nào. 20.800.000 nhớ, cả combo này chỉ 20.800.000, em khẳng định với mức giá tốt nhất các bác. Anh em thấy giá tốt và đẹp để lại bình luận cho nào, và ủng hộ cho like nào. Bao thấy combo này đẹp, chất hay, giá tốt để lại cho bình luận, hãy comment cho phía dưới cho em nhé, là bộ này có ok không, trong tầm giá anh em thấy này đã ok chưa. Đấy, bác nào hãy để lại cho bình luận phía dưới nhá, bác nào xem hãy để lại cho bình luận phía dưới cho em. 20.800.000 và sẽ đến tận nhà lắp các bác luôn, trong bán kính 150 km. Anh em lưu ý nhá, sẽ đến tận nhà lắp nhá, trong bán sẽ kính 150 km. Anh em đã mua hàng bên em biết rồi, đối với Đặng Tí Nauru sẽ đến tận nhà lắp các bác cho có uy tín luôn. Đấy, vì cũng rất ít cửa hàng nào đến lắp cho các bác tận nhà trong bán kính 150 km. Những bộ dàn mà giá 20 triệu này, người ta toàn lắp các bạn 30-40 triệu người ta đến tận lắp. Đối với em lắp những bộ này cũng thoải mái quá luôn. 20.800.000 một combo như này, 20.800.000 thôi. Đấy, cho anh em chiêm ngưỡng lại nhá. Và tí sẽ test cho mic. Đây, từ 22 cùng 100, bát 40 nhá. Con này họng chép cực kỳ lớn luôn. Đấy, đây đã mở bát nội thất đây. Nói chung là anh em dùng gia đình con này, dùng gia đình những dòng như này thì thực sự quá là quá hợp lý luôn. Và đây, 4-5 thiết bị dàn máy đẩy, vang cơ lai số, lưng tiếng, quản lý nguồn và mic, 5 thiết bị dàn máy rất là đẹp, 20.800.000. Đấy, bắt đầu nhu cầu thì nghe cho em. Đây giờ sẽ test cho anh em một tiếng mic nhá. Em sẽ test cho bác nghe cái tiếng mic của cái con này. Đấy, sẽ test cho bác nghe cái tiếng mic. Ok, anh em đợi chút, nó hơi ồn một chút. 1 2 5 6 7 8 9 10 lên 1 2 6 7 8 9 10 lên 1 2 6 7 lên 1 2 6 7 8 9 10 lên 1 2 3 4 5 6 7 lên 1 2 3 4 5. Oh,
Sau đây ta chỉ về lên. Thương quá là thương, kỷ niệm thật nhiều. Và yêu quá là yêu, áo đẹp chiều hẹn hò. Nhưng thẹn xung đang còn say máu thù. Hẹn em khi khắp trời, lời đầy hoa có tôi về. Sau đây lên. Mười tám triệu, à 20 triệu 800 nghìn thì ba ship. Và chào các bác nhá.